bây giờ chị quăng xuống đây ô nhiễm cái nước này, rồi nó hôi thối lên rồi sao, rồi ở đây công viên kế bên nữa, rồi ra đây chơi đó, rồi nó hôi rình sao chịu nổi. Sự việc do camera an ninh nhà người dân ghi lại. Ủa chị, sao chị quăng rác xuống sông vậy? Ủa mày là ai vậy? Trời, em là ai, em ở trong đây nè chứ em là ai mà bây giờ cái này cái rạch của anh ta vậy, chị quăng xuống đây rồi ô nhiễm rồi sao? Ủa sao nhiều chuyện quá, đi ngang thì đi ngang luôn đi chứ tự nhiên đứng lại kiếm chuyện cái khác chi vậy? Cái này không phải là kiếm chuyện mà là tại vì cái sông này á nó đã ô nhiễm, bây giờ chị quăng xuống vậy rồi ô nhiễm thêm nữa rồi sao? Nhưng mà nó phải chuyện của mày không? Không phải chuyện của mày, mày đi đi, đứng đây kiếm chuyện nữa, tao thích dục rác tao dục thôi. Chị dục đây rồi ai vớt lên cho chị? Thì có người tao vớt lên thôi. Trời ơi. Ủa tao trả tiền dọn rác mà, thì dục rác có người dọn. Trời ơi, chị ơi, chị trả tiền dọn rác là chị để rác trước cửa là mỗi ngày người ta tới người ta lấy rác người ta đi. Chứ là chị có trả tiền cho ai xuống đây vớt lên cho chị đâu mà chị nói vậy. Thì tao biết là người ta dọn rác là người ta dọn ở đó, nhưng bây giờ nó qua cái giờ dọn rác rồi. Không lẽ mày để mày muốn tao để cái bịch rác lên tao ngửi tới sáng ngày hôm sau luôn hả? Thì giờ tao dọn dục ở đây rồi người ta dọn thôi. Trời ơi, cái đó thì ý thức chị đâu. Mình biết cái giờ người ta dọn rác á, thì bây giờ mình tranh thủ sớm hơn á, mình ra mình để đó đi cho người ta lấy. Ủa mày mắc cười quá. Trời. Mày mắc cười quá, không lẽ giờ tao ở nhà tao phải canh tới giờ dọn rác, tao mang rác ra cho người ta đổ hả? Tao ăn giờ nào tao xong rồi tao dọn tao dục giờ đó thôi. Mày mắc cười quá. Cái chuyện của mày đâu, đi chỗ khác đi. Ôi, chị nói chuyện mắc cười quá. Bây giờ cái khu này là cái khu phố ở chung, khu phố văn hóa của người ta, bây giờ chị quăng xuống đây ô nhiễm cái nước này, rồi nó hôi thối lên rồi sao, rồi ở đây công viên kế bên nữa, rồi ra đây chơi đó, rồi nó hôi rình sao chịu nổi. Sao mày không chịu nổi thì kệ mày, còn tao nhà ở đây tao thích vậy đó rồi kệ tao, liên quan tới mày. Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Bây giờ tao thích dục cái đó đó rồi sao? Người tốt quá thì xuống bơi xuống đó làm rác đi. Nè, cái gì vậy? Tôi nói cho chị nghe chị cũng hiểu hả? Tao không hiểu rồi sao? Bây giờ tôi không có đặt cái vấn đề là chuyện chung hay riêng vậy đó. Bây giờ tôi nói nè, cái sông này ở đây, nhà chị kế bên đây luôn. Cái sông này nó ô nhiễm á, là nó bay vô nhà chị chứ bay vô nhà ai. Mình hả, ý thức một xíu thôi có gì đâu mà. Ủa mày nhìn cái được. Mày nhìn cái sông đi, nó sạch ghê á. Rồi sao, bây giờ nó dơ sẵn rồi, giờ tao dục rác rồi, đúng rồi gì đâu. Thì bây giờ nó dơ sẵn thì chị cũng phải giữ gìn là từ từ nó sẽ sạch lại. Nè, chứ nè. Không phải là nó dơ cái là chị làm cho nó dơ luôn đâu. Nè mày, người tốt đúng không? Người tốt thì xuống bơi xuống lượm bịch rác lên rồi ngậm cái miệng mình lại, đừng kiếm chuyện với người khác nha. Người đi đi. Chị đâu vậy? Giờ bây giờ tôi không biết, giờ chị phải lấy bịch rác đó lên. Ủa mắc cười, tự nhiên tao phải lượm bịch rác lên chi tao mới dục mà. Mà bây giờ là chị không lấy lên á là tôi báo cho tổ trưởng. À mày muốn báo hay mày báo? Còn nè, tao nói rồi, nếu mà người tốt thì bơi xuống lượm bịch rác lên rồi đi dục nha. Tao không có rảnh. Ok. Người kỳ cục chờ biết ý thức ở đâu á. Sau khi cãi nhau hồi lâu, cô gái cũng bỏ đi mà không hề tìm cách nhặt bịch rác mình đã quăng. Thấy vậy, chàng trai leo rào ra để nhặt bịch rác từ dưới sông lên, bỏ đem bỏ vào thùng rác. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật, giúp ta biết rằng không nên vứt rác bừa bãi xuống các sông, kênh, rạch, tránh gây ô nhiễm môi trường.